Một công ty khởi nghiệp Australia mới đây tung ra thị trường một loại cốc đựng đồ uống làm bằng các nguyên liệu ăn được nhằm thay thế những chiếc cốc tráng PE dùng một lần. Sản phẩm này được làm từ hỗn hợp bột lúa mạch đen, cám lúa mì, cám yến mạch, đường, muối, dầu dừa và nước. Cốc thì có thể tự phân hủy và được kỳ vọng sẽ giúp cắt giảm công đoạn xử lý rác thải. Theo công ty sản xuất thì sản phẩm của họ dùng được cho cả đồ uống nóng và đồ uống lạnh. Hiện thì công ty này đang sản xuất 500 chiếc cốc mỗi ngày tại Australia.